À, đã học qua một khóa ở sushi shop đó. Nè, thành phần có gì? 200 250 g gạo. Đó, gạo của Nhật đó nha. Rồi. À, 4 muỗng giấm giấm Nhật nha, 4 muỗng canh giấm. 2 muỗng cà phê đường. Đây. Cái này là rang biển. Đó, cái giấy rang biển nè. Cái đồ phụ nè đó, dạo này hay dạo này cũng được, thấy chưa? Rồi hôm nay mình làm luôn cùng với bánh chén nữa nè đó, ở đây đó. Rồi sau khi mà rửa gạo nấu cơm xong thì mới pha loãng mấy cái giấm đường chút muối cho nó loãng cho nó tan ra, rồi nấu xong mình tới mới trộn cơm này vô, trộn xong mình để nguội mình mới cuốn ha. À, có cái cuốn này đã không? Đó, cái cuốn hồi đó tôi làm sushi shop này đó. Đó, cái này là makis nè. Đó, ở bên Pháp nó ăn gì không nè. Đó, makis đó, cái đẹp không? Sushi là dạng này. Đó. Makis. Hai bước nữa.